con xin kính chào tất cả quý khán thính giả xin chúc cho cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ và bình an ha tình hình nó căng rồi các anh các chị ơi căng thiệt à phan phong chính thức bị chiếu tướng rồi con bị chiếu tướng rồi các anh các chị ạ chuyến này thôi phải lên xin lỗi bà hằng thôi chứ tình hình để này không ổn rồi xin lỗi để lên xin lỗi bà hằng với lại xin lỗi luôn fan của bà hằng chứ không à. tình hình bữa nay tôi được nhiều nhân vật quan tâm quá không biết có phải tới ngày xuôi tháng hạn không mà bắt đầu người ta đưa mình lên ngọn đầu đài người ta mang mình ra người ta chiếu thế này thì sống sao nổi anh các chị phần thì kênh lớn chiếu kênh nhỏ chiếu kênh có tên tuổi chiếu kênh không có tên tuổi cũng chiếu kênh ra mặt chiếu kênh không ra mặt cũng chiếu này ơi cũng là vì lý do là trưa ngày hôm nay em làm cái video clip em ngồi em nói rằng cái câu chuyện đó là uh, cái tâm lý của người giàu nói cái gì nó cũng đúng có phải hay không và vì lý do là có phải là bà hằng bà giàu ấy bà nói cho nên là người ta tin hay là do cái hiệu ứng tôn sùng của đám đông em bắt đầu là có người lên đây bắt đầu đưa em lên ngọn đầu đài bắt em làm việc này bắt em làm việc nọ giờ hỏi thật với các anh cái gì nha tôi, tôi không nêu tên ông cần thiết phải nêu tên để làm gì hết trơn ai xem tự động biết à, ông cần phải nêu tên rồi yên tâm người đó có xem hay không xem thì khán giả họ cũng sẽ gửi tin nhắn cho người đó rồi người đó sẽ đi lên phản biện nha, à. giờ tôi hỏi cái anh các chị sau khi họ nghe xong cái chia sẻ đó của phong á bắt đầu họ lên họ đưa ra cái thông tin như thế này, họ ngồi họ hỏi tôi là à, ông phong ông có ngon ấy thì ông lên ông đưa ra cái thông tin và ông tự ông, ông đi chứng minh đi, ông chứng minh dùm cho tôi các vấn đề là thứ nhất ông võ hoàng yên có chữa hết bệnh hay là không thứ hai ông chứng minh luôn cho tôi là ông ông hoài linh á ông có ngâm tiền từ thiện không rồi mấy cái văn nghệ sĩ có ăn chặn tiền từ thiện không có ngâm tiền từ thiện không ghê chưa ghê chưa thôi em thì nói thật với các anh các chị là em cái tướng em nó nhỏ xíu à không có lớn nhỏ lắm tướng nhỏ lắm mà bây giờ biểu em đi làm mấy cái việc như thế này thì thôi để em trước khi đặt cho em cái câu hỏi đó ha thôi cho xin phép nha em đặt ngược lại cái câu hỏi để em hỏi ngược lại các anh các chị các anh các chị trả lời dùng cho em một cái được một cái là thôi coi như là các anh các chị tự có câu trả lời cho mình luôn thế bây giờ cho tôi hỏi nhé cho tôi hỏi nhé trước khi tôi đi sâu vào cái vấn đề hơn à bà hàng ba đứng là bà tố nguyên chữa bệnh chết người Giờ có ai chứng minh được Nguyên chữa bệnh chết người không? Nạn nhân của Nguyên đâu hết trơn rồi à? Nạn nhân đâu hết rồi Thưa gửi đồ làm sao rồi Ở đây không mang tính chất bảo vệ Nhưng tôi chỉ đặt những cái câu hỏi ngược lại thôi Bà Hằng bà đứng ra bà đi tố ông Võ Hoàng Yên Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thế bây giờ cái kết quả là Nguyên có lừa đảo chiếm đoạt tài sản không Bà Hằng bà đứng ra bà đi tố ông Hoài Linh cái câu chuyện 14 tỷ ông Hoài Linh ngâm cái tiền từ thiện Nhưng khi ông Hoài Linh ông trình bày với cơ quan chức năng Ông chia sẻ ra cái thông tin và nội dung trên tam fanpage của ông ấy Chuyển từ hình thức này sang hình thức nọ Vậy đã có bất kỳ thông tin nào để chứng minh rằng ông Hoài Linh ông ăn chặn 14 tỷ hay chưa Và ông có giải ngân hay là không Chúng ta đang nói về cái vấn đề thực tế dựa trên cơ sở pháp luật cái câu chuyện của thủy tiên và những cá nhân khác làm từ thiện bà hàng tố là nằm mơ thế này thế kia và thấy người ta ăn chặn tiền từ thiện thế này thế nọ số tiền cực kỳ lớn như vậy bộ công an kết luận như thế nào có hay không có cái câu chuyện ăn chặn tiền từ thiện tới bây giờ là không có thế bây giờ các anh có chị chờ chơi nghiệt quá chơi bắt thằng em mà đi chứng minh ngược lại biểu chứng minh xem ông yên cũng chữa bất bệnh hay là không Trước đây tôi đã có video clip rồi, tôi nói rồi Ngay từ đầu cái việc làm của bà Hằng tôi rất là ủng hộ trong cái việc lên tiếng Và tôi cũng là người lên video clip nếu các, anh các chị xem kỹ lại Tôi là người lên video clip và tôi nói rất rõ ràng rằng Cái chuyện mà câm điếc bẩm sinh thì đừng có mơ mà chữa được Cho nên đừng nói là một ông Võ Hoàng Yên Đến một trăm một ngàn ông Võ Hoàng Yên cũng ngồi yên đó Chứ đừng có ngồi nói chuyện mà đi chữa bệnh câm điếc Bẩm sinh nha Được chưa? Mà tôi còn phân tích rõ hơn nữa là biết đâu con người ta trước đây biết nói Nghe được nói được Nhưng mà vì gặp một cái biến cố nào đó của tai nạn nó ảnh hưởng tới vấn đề gì đó Thì biết đâu ông có khả năng ông làm được điều đó thì sao Không ngoại trừ Chứ còn nói mà bấm sinh tôi đã lên tôi làm video chứng minh rồi Tôi không cần thiết phí thời gian để tôi đi trả lời cho các anh các chị Về những cái câu hỏi mà nó vô va vô vẩn kiểu như vậy Trong khi ai cũng biết rồi bây giờ Đằng đầu đi nó hỏi lại hình như làm cho có cớ để mà có video clip hay sao ấy ha à, Có cớ hay sao ấy Yeah. vấn đề đầu tiên vấn đề thứ hai bây giờ nếu các anh các chị vẫn chưa thỏa đáng với cái kết luận của bộ công an về câu chuyện làm từ thiện của văn nghệ sĩ nếu các anh các chị nên nhớ cho tôi một điều nên nhớ trước bạn có quyền nhưng không có nghĩa vụ chứng minh rằng mình vô tội mà muốn chứng minh người khác có tội thì việc đó một nếu bạn có đầy đủ chứng cứ bạn cứ mang bạn nộp cho cơ quan chức năng đi tố đi Tôi cầu xin các anh các chị có bằng chứng cứ mang đi tố đi dùm tôi một cái, cái đó mới gọi là không có im lặng đấy. Cái đó mới là đỉnh cao của tiếng nói đấy, đi tố đi. Hay là cũng ngồi im hết co vòi lại hết. Lợi dụng drama mà. Không có đúng không? Không có thì làm ơn tắt đài bởi vì cái việc này cái mục đích nó phía sau là gì các ông đã hiểu hết chưa? Đã hiểu hết đằng sau câu chuyện này nó là cái gì chưa? khi hiểu rồi sẽ không bao giờ đi đặt ra những cái vấn đề những cái câu hỏi lăng tăng kiểu như vậy còn chưa hiểu thì mãi mãi sẽ không hiểu <laughs> nên nhớ tôi vẫn nhắc trước cái drama của bà hằng là trong cái giai đoạn này cái giai đoạn chấn chỉnh về vấn đề văn hóa còn hiểu như thế nào đó thì tùy tôi. tôi không thể nào tôi làm thay đổi được suy nghĩ của người khác bản thân của vòng không thể nào làm được cái việc đó tôi cũng không có khả năng nó lớn lao đến như vậy đâu ha thế thì các anh các chị muốn chứng minh thì tự nhiên bảo tôi đi chứng minh rằng ông võ hoàng yên chữa bớt bệnh bảo tôi đi chứng minh ông hoài linh ông đúng trong cái câu chuyện đó rồi bảo tôi đi chứng minh rằng các văn nghệ sĩ ông có ăn chặn từ thiện sai lầm quá lớn không khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông võ hoàng yên là điều đầu tiên nhất tới bây giờ có ai dám lên đây mà ngồi nói rằng ông võ hoàng yên lừa đảo không thì cứ mạnh dạng dông tay lên đi lên kênh của mình chia sẻ đi có kênh hết rồi mà có khán giả hết rồi làm đi Tôi khuyến khích đó là tin báo tôi giác tội phạm nếu có đầy đủ chứng cứ thì lên làm còn nếu lên làm không được mà cứ mượn cái drama này xong rồi cứ ngồi cứ hùa theo cái câu chuyện đó bỏ thành phần đó không đáng quan tâm mấy cái thể loại mà giật tích câu view đối với tôi là con số không tròn trĩnh ok ngồi đó mà phân với cha tích chuyện của mình làm chưa xong nếu mà đòi phân với cha tích nên nhớ quan điểm của tôi khi bước vào cái drama này ngay từ đầu tôi vẫn ủng hộ việc làm của bà hằng bởi vì sao nếu biết cách tiết chế, nếu biết cách tận dụng truyền thông để phản ánh những cái thực trạng của xã hội, đó là việc làm tốt. Nếu bà ấy biết cách dừng lại trước khi được các cơ quan chức năng nhắc nhở thì bà ấy sẽ trở thành một nữ hoàng livestream thật thụ trong lòng của rất rất nhiều người và không khéo. Đến bây giờ bà ấy đang giống như là những ông hoàng bà chúa của giới showbiz vậy đó, chứ không phải phải ngồi cầm cụi một mình ở trong trại tạm giam đâu. Hiểu dùm cho điều đó và cũng nhân cái cơ hội này và tôi cũng sẽ mượn cái bài báo mà bản thân cái nhân vật đó khi mà lên tiếng về Phan Phong ấy chia sẻ tôi cũng sẽ chia sẻ lại bài báo này. Anh cũng chia sẻ lại bài báo đó nhưng các anh các chị cùng xem, xem thử coi nhé. Tôi có cách lập luận riêng của tôi với cái bài báo này và người đó có cách lập luận của người ta để người ta bảo vệ quan điểm của bà Hằng. Tôi xin chia sẻ như sau. Họ lên, họ làm video clip và họ nói rằng đây, đây Dẫn chứng là đây là báo trên báo tuyên giáo Đây là bài viết trên trang báo tuyên giáo Tạp chí của ban tuyên giáo Trung ương Bài viết này được viết được xuất bản vào thứ tư Ngày 16 tháng 2 năm 2022 Với cái tiêu đề là Im lặng đáng sợ à, Đi vào bài báo và các anh các chị xem này Những cái cách mà Thả ý và trong đó bắt đầu lên tiếng này Bài báo này viết về vấn đề gì Im lặng đáng sợ Cán bộ đảng viên nào Thể hiện sự im lặng đến mức thấy đúng không bảo vệ thấy sai không đấu tranh thì lâu dài lâu ngày sẽ tích tụ thành trơ lì cảm xúc trơ lì thái độ và từ đó vô hình trung trở thành kẻ đồng lõa với cái xấu dung túng cho cái sai và tiếp tay cho cái ác lộng hành tới đây cái bắt đầu đưa vào lòng ghép vào ý tưởng là thấy chưa thấy bà hàng một mình bà đứng lên tả sung hiểu đồ của bà khiêu vũ giữa bầy lan sói thấy chưa bà đứng ra bà tố cái vấn đề thần y này bà đứng ra bà tố vấn đề từ thiện này bà đứng ra bà tố cái câu chuyện sai trái này này bà tố không có bằng chứng và kết luận cuối cùng là không có gì cả mặc dù thông qua cái câu chuyện đó nó cho người ta thêm một cái góc nhìn nó cho những người trong cuộc thêm một sự cẩn thận hơn và cái việc làm từ thiện được chú ý tới nhiều hơn ở đây không có phủ quyết nha Đừng có chơi cái trò lập lờ đó Lập lờ với ai với lập lờ ở phan phong này bỏ qua bên đi Không cần thiết Vì tôi không phải đứa trẻ lên ba để canh các anh chị vào đây Và canh các anh chị lập lờ cái điều đó ha Tiếp tục Trong ngôn có câu im lặng là vàng Theo ông Phương Trâm ứng xử này có đúng hay không Câu đó có hàm ý khuyên nhủ người ta Nên có thái độ khiêm nhường nhã nhặn đúng lúc, đúng chỗ, biết im lặng cần thiết khi lời nói của mình có thể làm tổn thương, gây hại người khác hoặc làm rắc rối thêm vấn đề. Đáng ra cần giữ gìn sự ổn định, đồng thuận. Câu này nó chỉ thẳng cho bà Hằng đấy. Nó chỉ thẳng cho bà Hằng luôn đó. Và nó thể hiện luôn cái hình ảnh của ông Võ Hoàng Yên trong câu chuyện này luôn đó. Từ ngày nó xảy ra cái drama tới bây giờ Ông Võ Hoàng Yên có phát ngôn câu nào không? Không nó không phát ngôn câu nào hết trơn á Ông im lặng Còn bà Hằng phát ngôn bao nhiêu câu Không phải là tính bằng câu nữa Mà người ta phải tính bằng năm bãi nổi lên từ Tháng 3 năm 2021 bãi bị bắt vào ngày 24 tây tháng 3 năm 2022 Trong bài báo đoạn này nói cái gì cái câu mà im lặng là vàng là khuyên người ta có thái độ khiêm nhường, nhã nhặn đúng lúc đúng chỗ. Thế bà Hằng có khiêm nhường không? Có nhã nhặn không? Có đúng lúc đúng chỗ không? Biết im lặng cần thiết khi lời nói của mình có thể làm tổn thương, gây hại người khác hoặc làm rắc rối thêm vấn đề. Đáng ra cần giữ gìn sự ổn định đồng thuận. Đáng ra bà Hằng cần im lặng để giữ gìn sự đồng thuận của khán giả bên dưới, của những người dân ủng hộ bà ấy bên dưới trong cái việc đấu tố thần y, đấu tố vấn đề làm từ thiện. Nhưng bởi vì cái thái độ không nhã nhặn, không khiêm nhường, bà ấy đã bung ra những cái lời nói gây tổn thương cho người khác, gây hại cho người khác và thậm chí mở rộng ra là gây hại cho xã hội. Đúng chưa? Đúng chưa? Bài báo này đọc ra mà cảm ơn các anh, các anh đưa bài báo này cho tôi chí lý quá. Phân tích các anh các chị mà nghe mà không nứt lỗ tai mới là lạ đấy. Nhưng im lặng không hẳn lúc nào cũng là vàng rồng mà có thể biến thành bạc khoen đồng rỉ khi người ta sống theo kiểu mũ ni mũ nỉ che tai. An phận thủ thường, thấy đúng không ủng hộ, thấy sai không dám phê phán, người ta gọi đó là tình trạng im lặng đáng sợ. Chả ai nói rằng bà Hằng không anh dũng cả. Bà Hằng lúc nào cũng ngồi bên anh dũng mà. Chả ai nói rằng bà Hằng không có gan cả, bởi vì bà ấy đã tự tuyên bố rằng mình là người có lá gan 50 kg mà, có thể được xem là người phụ nữ có lá gan lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Được chưa? Thế việc làm của bãi là như thế nào? Bãi không im lặng vào đúng lúc. Nhưng cái tôi muốn đặt ra đây đó chính là cái việc tốt đó, cái việc không im lặng đó. Vì sao mà nó lại không im lặng? Tôi đã giải thích trong một số video clip rồi. Và trong thời gian sắp tới tôi sẽ tiếp tục tôi làm sáng tỏ cái vấn đề này. Các anh các chị đừng có lo. Đừng có lo. Thế quay lại với vấn đề, quay lại với câu chuyện như thế này ở đây người ta nói rằng không hẳn lúc nào im lặng nó cũng là vàng rồng mà nếu chúng ta an phận thủ thường chúng ta thấy đúng không ủng hộ và thấy sai không phê phán người ta gọi đó là tình trạng im lặng đáng sợ vậy cho tôi hỏi cái đám đông ở ngoài kia khi đang tham gia cái câu chuyện này xét mình vào cái vị trí của người đó nhìn cái câu chuyện của bà hằng canh các chị đến bây giờ thấy câu chuyện của bà hằng là đúng hay sai nếu mà nói sai là chứng tỏ các anh các chị đang nói rằng cơ quan chức năng đang làm sai vì sao bà ấy có hành vi vi phạm pháp luật không bà ấy có dùng lời nói của mình để xúc phạm người khác không có dùng lời nói của mình để công kích người khác không có dùng cái lời nói vô văn hóa của mình để tấn công và nhục mạ vu khống người khác không thậm chí là bịa đặt có và cái kết cục hiện tại của bà ấy là gì bất kể đó là trung ương hay là địa phương bất kể đó là lãnh đạo quan chức hay là bất kỳ một cá nhân nào Bất kể đó là người lớn tuổi hơn mình hay nhỏ tuổi hơn mình Bảy mang ra bảy chơi tất Wow Chúc mừng cho cái gọi là Im lặng nó không phải là vàng rồng Và ủng hộ cho CEO Nguyễn Phương Hằng Bởi vì đã lên tiếng không chịu im lặng trước cái sai cái trái ha Hay quá Bản chất của sự im lặng Đáng sợ là không dám đối mặt với hiện thực Không tự vượt qua nỗi sợ hãi của mình Không đủ dũng cảm không đủ bản lĩnh dũng khí để đấu tranh với những biểu hiện sai trái tiêu cực ngay trong nội bộ mình cái này là hình như là đúng ra là ban tuyên giáo làm cái bài này là để dành cho cán bộ đảng viên nhưng mà có người rất là mạnh dạng hùng hồn mang cái này ra để đưa ra bên ngoài để mà nói rằng ồ đây là người dân phải là như thế này ô tôi ủng hộ câu chuyện này tốt trời ơi, người dân mà chịu khó vào xem đọc bài trên báo tuyên giáo của ban tuyên giáo trung ương là tốt lắm rồi hiểu lắm mới có được một vài nhân vật như vậy thôi các anh, các chị. Mà đặc biệt là giới trẻ nữa, tôi rất ủng hộ cho việc làm này. Đây là một việc làm tốt, cần nhân rộng ra. Ha, nhưng đọc là phải dùng cái này. Ha, đọc dùng cái này, chứ không phải dùng cái này không? Được chưa? Thế bây giờ tôi hỏi những người đang ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng có đủ cái góc nhìn để thấy được hiện thực nó là cái gì không? Có tự vượt qua nỗi sợ hãi của mình, nỗi lo của mình không? Trưa nay vừa nói xong. Nếu không có kiến thức, không có kinh nghiệm, không có bản lĩnh thì làm gì lúc nào cũng lo, lo quá không biết chị Hằng ở trong kia làm sao. Rồi tình hình bây giờ câu chuyện nó như thế nào. Nếu các anh các chị đủ bản lĩnh phải phát hiện ra cái sai ngay từ đầu của bà Hằng. Được bao nhiêu người dũng cảm đứng lên để chỉ ra cái sai của bà ấy? Các ông tự vả vào mặt mình rồi, không được. Các vị nói như vậy là sai lắm luôn ấy. Bộ không thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Có đủ dũng cảm và dũng khí để đứng lên đấu tranh với những cái biểu hiện sai trái tiêu cực ngay chính trong nội bộ của mình không? Không dám. Bởi vì sao? Sợ mất fan. Sợ mất fan hâm mộ, được chưa? Vì thái độ nẻ nang, né tránh, ngại va chạm của nhiều cán bộ, đảng viên mà không ít cơ quan, tổ chức, đơn vị Tuy khoác tấm áo đoàn kết, thống nhất, hào nhón bên ngoài Còn thực tế bên trong thì hậm hực, tức tối nhau Vì bao lợi ích phe nhóm sâu xé nhau một cách tinh vi cần gì nói đâu trong nội bộ cái này tôi nói là đáng tiếc bởi vì cái người mà đi chọn cái bài báo này để lên ấy đâu có nhìn lại cái nội bộ của mình nó giống như cái nồi canh hẹ rồi kia kìa ủa bao nhiêu người trước đây ủng hộ cho bà nguyễn phương hằng bây giờ nhảy vào trong cái nhóm đó các anh các chị có thấy bao nhiêu người đang đứng ra đấu tố không do các vị không bước vào thôi nhìn lại tiếp cái câu chuyện của thiền Âm bên bờ vũ trụ xem có đấu tố nhau không bên kia thì như cái nồi cám lợn bên này thì như cái nồi canh hẹ ủa không có hả bộ đọc không thấy mình trong đó hả trời ơi là các vị ơi là các vị đọc báo mà phải để cho người ta nghe người ta hiểu và người ta thấy rõ ràng bài báo này đang phản ánh cái gì nên nhớ bài viết này được đăng trên tạp chí tuyên giáo của ban tuyên giáo trung ương chứ không phải đăng lên chuyên mục giải trí của giới trẻ ok đủ khả năng để thẩm thấu vấn đề này chưa Nhìn thấy chưa? Có lợi ích trong câu chuyện của bà Hằng không? Có phe nhóm trong câu chuyện của bà Hằng không? Có đấu đá nội bộ lẫn nhau trong câu chuyện của bà Hằng không? Kể cả những youtuber ở bên ngoài. Khổ thiệt. Chỉ đến khi cấp trên có thẩm quyền và cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, thanh tra, làm rõ thì mới bộc lộ tính chất nguy hại của sự im lặng nội bộ, im lặng tập thể một cách giả dối, xuôi chiều. Thôi, Trước đây những lang thang đồng đường phố này trai đồng bằng TV này, rồi những bánh mì đây này, những chuyện đời thường này, những thế này, những thế nọ này không hàng loạt các ông. Khi chưa ai đụng đến bà Nguyễn Phương Hằng, các ông ở đâu? Có phải là các ông kề vai sát cánh với bà Nguyễn Phương Hằng không? Nhưng mà đến khi cơ quan chức năng bước vào cuộc đụng tới cái câu chuyện này, các ông đi đâu? Im lặng, chọn cái đề tài khác chuyển hướng qua. Và khi bắt đầu thấy báo chí chính thống lên nói rằng chưa đủ yếu tố hình sự thì bắt đầu quay trở lại cuộc đua và tập trung vào những người đã phản biện lại đã lên tiếng trong câu chuyện của bà Hằng. Ủa có không? Có thấy mà hình ảnh của mình ở trong đó không? Cảm ơn các vị đã đưa cho tôi một cái chất liệu cực kỳ hay. Tôi cực kỳ thích những cái phong cách kiểu như thế này. Phong cách của tôi là cái phong cách phản biện. Tôi thích lắm. Mà đặc biệt là đưa báo mà đưa báo tuyên giáo cho tôi đọc nữa thì thôi. Cảm ơn các anh các chị nhé. Thấy mình trong đó không? Không ngẫu nhiên mà người ta đúc kết một đại ý là một vài kẻ lắm mồm không đáng sợ bằng số đông những người im lặng. Cái số đông những người im lặng này đáng sợ bởi lẽ nó thể hiện một thái độ buông xuôi, né tránh, không chịu trách nhiệm trước cộng đồng, xã hội. Cách đây hơn 5 thế kỷ, nhà triết học nổi tiếng người Đức Martin Luther cho rằng người ta không chỉ có trách nhiệm với những gì mà mình nói ra mà phải còn có trách nhiệm với những gì mà mình im lặng, không chịu nói ra. Còn nhà đấu tranh dân chủ người Mỹ Mark từ Luther King từng nhận định thế giới chịu nhiều đau khổ không chỉ do sự tàn bạo của những kẻ xấu mà còn do sự im lặng của những người tốt. Đấy bây giờ các anh các chị có thấy được cái giá trị thật sự của những người lên tiếng phản biện lại câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng hay không? Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy thôi. Các anh các chị, tôi chỉ hỏi một câu như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Nếu các anh các chị phản biện đúng theo quy định của pháp luật, các anh các chị không đi lợi dụng cái quyền tự do dân chủ của mình xâm phạm đến lợi ích của người khác thì các anh các chị có bị vấn đề gì hay không các anh các chị thấy cái sai các anh các chị vẫn đồng lõa đó là cái sự im lặng của các anh các chị khi thấy người khác sai và không chỉ cho người ta im lặng với cái sai là đang dung dưỡng cho nó phát triển thế bây giờ bà hàng bị như vậy có phần công lao lớn lao của các anh các chị không các anh các chị vô tình làm cho bà ấy bị ảo tưởng bãi nạp vào trong đầu của bãi toàn là những lời tung hô bãi đâu biết rằng cái việc làm của mình đúng hay sai trong khi tiếng nói của chúng tôi là những tiếng nói yếu ớt một số ít những con người lên tiếng đi ngược dòng ngược lối lại thì khi đó bị xem như là những kẻ phải đẩy ra bên ngoài không được quan sát trong câu chuyện này không được quan tâm trong câu chuyện này và cái hệ lụy của xã hội nó dẫn tới rất là lớn cái người đặt ra vấn đề câu chuyện này, các anh các chị biết họ nói là sao? Họ nói rằng bà Hằng rất là dũng cảm, bà Hằng đã dám đứng lên để đấu chọi, đã dũng cảm đứng lên để tố cái này, tố cái nọ thì bản thân họ chỉ có lập luận được mỗi bao nhiêu đó. Nếu không bảo vệ cho bà Hằng, không lên tiếng về vấn đề của ông Uyên, không lên tiếng về vấn đề của Hoài Linh, không lấy cái câu chuyện về từ thiện, về cảm xúc, về chữa bệnh để lòng ghép vào trong video của mình thì lấy cái gì người ta xem? Các anh các chị còn cái chất liệu gì trong cái câu chuyện này, trong drama này nữa hay không? Rồi không có cái câu chuyện ốp ốp mở mở ốp ốp mở mở về các thông tin Khúc sau tôi sẽ chạy giải quyết cho các anh các chị Nó vui lắm luôn Nó vui lắm luôn á Hôm nay tự nhiên thấy sướng thiệt Đúng là người tốt mà im lặng thì đáng sợ thật Bởi sự im lặng này thực chất cũng là một sự bàn quan Thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại Chính xác những người mà nhìn cái cái việc mà bà Hằng bây giờ bà lên tiếng rồi không còn ai đứng ra đi làm từ thiện nữa không còn ai dám đứng ra chung tay để mà lao vào cái câu chuyện này nữa điển hình nhất nó chứng minh cho các anh các chị là mùa lũ lụt năm 2021 của bà con đồng bào miền Trung ai quan tâm nữa đâu chẳng ai dám nữa không còn ai nữa hết thế thì đó có lợi hay là không có lợi và xét lại cái vấn đề các anh các chị nghĩ rằng dồn hết tất cả cái vấn đề đó để cho bà Hằng làm thì ngay lập tức bà ấy có cách trả lời cho các anh các chị vào cuối năm 2021 tuyên bố dừng hỗ trợ từ thiện cho các cái bệnh viện đóng luôn hai cái quỹ từ thiện của mình. Wow, một việc làm mà nó diễn ra trong vòng tích tắc chỉ sau 90 ngày bãi lên tham gia livestream. Rồi tiếp đó nữa là hơn 180 ngày, có nghĩa là 6 tháng sau bãi lập tức có những cái động thái bãi lên bước lên cái vũ đài livestream này vào tháng 3 năm 2021 thì đến tầm khoảng cuối tháng 10 tháng 11 năm 2021 bãi tuyên bố đóng hết các cái quỹ từ thiện của mình wow tôi chỉ biết tốt lên một câu là wow các anh các chị nghĩ như nào quyền của anh các chị ha đặt ra câu hỏi theo ông tại sao lại xảy ra tình trạng im lặng đáng sợ trong xã hội nhất là xảy ra trong một bộ phận cán bộ đảng viên cái này dành cho cán bộ đảng viên nhưng người đó lại mang cái bài báo này ra đi đặt ra bên ngoài đó, người ta đặt ra nè à, tôi cho rằng một bộ một mặt do tâm lý văn hóa ứng xử cả nể duy trì tình người của người con người Việt còn ăn sâu vào nhận thức tư tưởng nên không ít cán bộ đảng viên sống dĩ hòa vi quý ngại ba chạm dễ người dễ ta mặt khác cũng do nhiều nơi cán bộ lãnh đạo có tư tưởng độc đoán gia trưởng chuyên quyền vi phạm nghiêm trọng dân chủ luôn tìm mọi cách để vừa gây áp lực vừa chống chế mọi ý kiến phê bình đấu tranh thẳng thắn trung thực của cán bộ đảng viên nhân viên cấp dưới nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là thái độ sống thờ ơ bàng quan bạc nhược được chăng hay chớ thiếu bản lĩnh dũng khí của một bộ phận cán bộ đảng viên thời nay tôi lấy cái này tôi áp dụng cho câu chuyện cuộc sống cái này là áp dụng cho cán bộ đảng viên trong công chức nhà nước nhưng tôi lấy nó ra tôi áp dụng cho câu chuyện của bà nguyễn phương hằng cho các anh các chị xem theo đúng ý của người đặt ra cái bài báo này đọc bài báo này lên cho khán giả vậy thì các anh các chị thử xét lại câu chuyện này nếu chúng ta thấy được hình ảnh của bà nguyễn phương hằng ở trong đó ủa cái việc bà nguyễn phương hằng bãi đúng giai đoạn đầu tiên đúng không các anh các chị nói rằng tôi giữ cái quan điểm đó với các anh các chị bãi đúng giai đoạn đầu nhưng khi bãi bắt đầu trượt dài trên những cái vết trượt đó tại vì sao những người lên tiếng thì lại bị phản đối lẽ nào là bảy đúng hoàn toàn à thế đây có nhiều người có người nào cả nể không có người nào xem bảy là đưa ra các vấn đề bảy lên cái cái vũ đài bảy đấu tố những cái cái sai về vấn đề thần y cái sai về vấn đề từ thiện mặc dù không cần bằng chứng chỉ cần những giấc mơ thôi nha bà ấy là người sống với những giấc mơ bà ấy thích mơ lắm và khi những giấc mơ của bảy nó không trở thành sự thật thì các anh các chị có dám thẳng thắn đứng ra và nhìn vào vấn đề và nói một câu rằng chị hằng ơi hình như là chị có gì đó nó sai sai rồi đó giống như phan phong nói ấy, chị nó nói hình như là có cái gì đó không hợp lý hay sao chị Chị có chứng minh được cái đó không Thế các anh các chị có phải là đang bờ Đang bàn quan và thờ ơ với câu chuyện xã hội không Đừng nói với tôi là không có thờ ơ với câu chuyện xã hội nha Đừng có thấy là một người phụ nữ lên cứ chửi bói suốt ngày như vậy Chửi hết người này chửi tới người kia Mà các anh các chị vẫn nói là Ồ hay quá chị ơi hay quá Ủa phải không thờ ơ thì là cái gì Còn hơn Lúc đó mà các anh các chị ngồi im lặng luôn thì đỡ Không đằng này là phát sóng lên chia sẻ lên bình luận kéo thêm khán giả và trong đó cho bà hàng đẩy bẫy lên một cái nấc thang mới thế còn hơn cái câu chuyện im lặng rồi còn gì nữa các vị hả các vị đùa gì nữa tiếp nè thật ra im lặng là một thái độ ứng xử một kỹ năng sống của con người sự im lặng có lúc cần thiết đối với cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý vì im lặng để lắng nghe người khác thảo luận phát biểu góp ý phê bình bày tỏ tâm tư băn khoăn vướng mắt im lặng để chia sẻ đồng cảm với người khác trong những hoàn cảnh tình huống phù hợp với đạo đức cộng đồng và sự im lặng lúc này được coi là thái độ ứng xử văn minh xét lại trường hợp này thì tôi thấy rằng là cái giai đoạn lúc mà bà hàng bảy đấu tố nhiều nhất mạnh mẽ nhất ấy, là ông yên ông chọn cách im lặng và các anh, các chị nên nhớ có một khoảng thời gian tôi cũng chọn cách im lặng đó là khi cơ quan chức năng vào cuộc để tiến hành điều tra bắt tạm giam bà hàng tôi đã dừng lại một khoảng thời gian dừng lại một khoảng thời gian tôi không có chia sẻ bởi vì tôi tôn trọng cái việc làm của cơ quan chức năng. Được chưa? Thế ở đây xem thử coi ai có cách ứng xử văn minh hơn, ai có thái độ văn minh hơn. Ông Yên văn minh hơn hay là bà Hằng văn minh hơn? Cái này khỏi cần hỏi, người ta biết hết rồi. Được chưa? Còn cán bộ đảng viên nào lại thể hiện sự im lặng đến mức thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh? thì lâu ngày sẽ tích tụ thành trơ lì cảm xúc, trơ lì thái độ và từ đó vô hình trung trở thành kẻ đồng lõa với cái xấu, dung túng cho cái sai và tiếp tay cho cái ác lộng hành. Cái này đang chỉ thẳng vào các anh các chị, những người ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng đấy. Thương yêu gì ở chỗ các anh các chị? Thương yêu cái drama này để kiếm ra tiền bạc cho các anh các chị, chấm hết. Chứ thương bà Hằng à, thương người dân miền Trung chúng tôi à, bỏ qua một bên đi, ông Dũng là người miền Trung. Được chưa? để xem nó coi mùa lũ lụt năm nay nếu thiên tai nó ập đến điều không ai trông mong và để xem tôi họ sẽ làm được những gì còn đâu cơm ăn gạo còn đó còn nguyên đó chứ gì nữa bao nhiêu người sẵn sàng lựa chọn cái cách im lặng như thế này có khiến cho các anh chị trơ lì cảm xúc không thấy cái sai mà đồng lõ với nó không phải là đang dung dưỡng với nó thì là còn là cái gì nữa hả Thái độ sống như vậy đã thủ tiêu tinh thần đấu tranh chân chính, không tạo động lực tích cực thúc đẩy cá nhân và tập thể cơ quan đơn vị phát triển theo chiều hướng tiến bộ. Do vậy, phê phán đấu tranh với tình trạng im lặng đáng sợ cũng là việc làm cần thiết nhằm góp phần rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất trung thực của người cộng sản và làm sạch, làm trong sạch môi trường văn hóa chính trị, đạo đức công vụ. Cái này thì quay lại câu chuyện của bà Hằng nếu các ông ôm cái bài báo này vào mà áp dụng trong đó nó lại là con số không tròn trĩnh luôn Ủa có giúp cho các anh các chị trui rèn được tinh thần yêu nước trong câu chuyện của bà Hằng không? Không Có giúp cho các anh các chị học tập được cái cách mà đi lên trên mạng mang người này ra tố mang người kia ra tố bằng những giấc mơ của mình không? Không Có giúp cho các anh các chị làm trong sạch cái môi trường văn hóa chính trị không? Không, bởi vì sao? Ngôn từ toàn là vô văn hóa Có giúp cho các anh chị tăng được tí đạo đức nào hay không? giúp cho các anh chị thể hiện cái phẩm chất trung thực hay là không trung thực thì nói nó phải đi đôi với làm còn đằng này nói một đằng làm một nẻo làm một nói mười thì nó là cái gì hả Thế đừng nói với tôi là các anh các chị nghiễm nhiên đi lên trên này đưa cái bài báo này ra xong rồi ngồi chơi nói chơi cho nó vui tôi không thích cái kiểu ngồi nói chơi cho vui nói nó phải có chủ đích và bây giờ để đặt lại cái câu hỏi cho người đã đi đặt cái vấn đề cho tôi nè từ trước tới giờ toàn là tin mặt rồi thông tin ở bên trong bên ngoài đưa ra tôi hỏi cái câu hỏi này để tôi chốt lại ha hôm trước thì là thông tin ở trong đưa ra là tình hình ở trong nhà rất gia đạo rất là bình an rồi thế tại sao bây giờ lại có thông tin là ông tuấn tố ông dũng là thấy trước quốc một cái rồi đúng không bây giờ lại là ông chú đưa tin nữa thông tin là bà hằng hiện tại đang ở trong trại tạm giam rất là ổn và bây giờ chỉ có mỗi mình ông dũng là được vào gặp thôi tinh thần hiện tại của bà hằng rất là minh mẫn rất là thoải mái cho nên sẵn sàng bước ra cái vũ đài này để đấu tranh khi phiên tòa này mở ra cho tôi hỏi câu khí không phải nói vậy không thấy là mình đang tự vả vào mặt mình nữa à? ủa bây giờ chỉ có mỗi ông dũng gặp được bà hằng tinh thần của bà hằng rất là minh mẫn sức khỏe rất là ổn định, vui tươi, lạc quan, ủa bà Hằng minh mẫn, tinh thần ổn định như vậy, tại vì sao ông Dũng lại có cái đề nghị đưa bà Hằng đi giám định tâm thần, hả? trả lời dùng câu này cái nha, trả lời dùng câu này cái nha chứ không là cứng họng luôn đấy và tại vì sao nếu mà nói rằng ủa đó là thông tin báo chí đưa ra ủa vậy tại sao ông tuấn là con trai của bà hằng lại có cái đơn là đề nghị đơn kiến nghị đơn đề nghị viện kiểm sát không đưa mẹ mình đi giám định tâm thần wow ủa mới nói câu trước đó đã đá câu sau rồi bà hằng hiện tại đang rất là ổn định đang chuẩn bị tinh thần thoải mái không minh mẫn để chuẩn bị ra xét xử không vậy mà chú ở bên ngoài chú đề nghị rằng là đề nghị viện kiểm sát tiến hành đưa bà hằng đi giám định tâm thần còn con của cô thì đề nghị là không đưa mẹ tôi đi giám định tâm thần mấy ông thần ơi khả năng của mấy ông nó cũng chỉ tới đó thôi chấm hết dùng tôi cả đi bia cho tôi hay làm gì tôi không nhờ các vị phải bia cho tôi tôi không nhờ các vị phải nhắc đến tên tôi còn một khi đã nhắc thì phải nhắc cho nó hoành tráng và đã nói thì phải nói cho nó tới, tới cùng phân tích dựa trên cơ sở của pháp luật phân tích dựa trên những dẫn chứng và chứng cứ có thật bây giờ cơ quan chức năng kết luận tôi tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng được chưa còn các vị không tôn trọng là quyền của các vị nhưng đừng kéo tôi vào trong đó để không tôn trọng giống như các vị ha bài ngày hôm nay gửi cho ai thì các anh các chị từ từ các anh các chị sẽ biết nếu mà ngày mai còn tiếp tục lên nữa đó còn tiếp tục tập trung vào vấn đề này đặt câu hỏi thế này thế kia tôi chấp chơi tới nơi luôn ha cảm ơn tất cả quý khán giả đã dành thời gian theo dõi có thể là video clip ngày hôm nay nó hơi dài một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chúc cho cả nhà một buổi tối ngon giấc bên gia đình và người thân. Đừng quên bấm vào nút like, đăng ký kênh và chia sẻ video clip. Hẹn gặp lại tất cả quý khán giả trong những nội dung video clip tiếp theo.